xin kính chào quý vị và các bạn. Dãy áp thấp bị nén đã đẩy dải mây dông xuống nước ta, nên đêm qua và ngày hôm nay ở tại Bắc Bộ trời nhiều mây hơn. Những đám mây dông đã gây mưa rào và dông cho khu vực Bắc Bộ. Vì vậy, thời tiết Bắc Bộ ngày hôm nay đã có phần dịu mát hơn. Đêm nay và ngày mai, bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc sẽ nén dãy áp thấp dịch hẳn xuống khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và vẫn tồn tại ở đây trong vòng 24 giờ tới. Vì vậy, đêm nay và sáng sớm mai, vùng mưa cường độ mạnh mẽ hơn sẽ tập trung nhiều ở tại khu vực phía Nam Đồng bằng và khu Đông Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Ở vùng núi phía Bắc và Trung Du, mưa sẽ có xu hướng giảm dần cả về diện và lượng. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng với hiện tượng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân vùng núi cần cảnh giác với những hiện tượng như là lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra. Cùng với mưa là quá trình giảm nhiệt nên thời tiết ở trên toàn khu vực trong đêm nay và ngày mai khá dễ chịu. Ngày mai nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 30 đến 33 độ và có nơi xấp xỉ 34 độ. Các tỉnh ven biển miền Trung thì nắng nóng vẫn sẽ còn duy trì, nhưng trong vài ngày tới, mức độ gay gắt có phần giảm bớt và phạm vi nắng nóng cũng sẽ thu hẹp dần. Ngày mai thì dãy áp thấp bị nén cũng có thể sẽ gây mưa cho phần phía Bắc của khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An. Trong đêm nay và sáng mai, đây là dấu hiệu cho thấy nắng nóng ở đây sẽ thuyên giảm hẳn trong 24 giờ tới. Vì vậy, nắng nóng chủ yếu chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh khu vực từ Nghệ An trở vào cho đến Phú Yên với mức nhiệt độ phổ biến là 34 đến 37 độ. Ở phía nam của khu vực từ Khánh Hòa trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận, ngày mai trời cũng nhiều mây hơn, mưa rào và dông cũng có thể xuất hiện ở vài nơi nên bầu không khí cũng sẽ dịu mát hơn so với những ngày vừa qua. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây phổ biến trong khoảng là 32 đến 35 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, năm nay mùa mưa đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, sau những ngày ít mưa kéo dài thì từ ngày mai trở đi, gió mùa Tây Nam lại đang có xu hướng là hoạt động mạnh dần lên. Mưa dông sẽ xuất hiện nhiều nơi trên khu vực. Ngay từ trưa chiều thì đới gió Tây Nam sẽ đưa khối khí ấm và ẩm từ biển vào đất liền. Và khi kết hợp với điều kiện nhiệt, những đám mây đối lưu được hình thành và gây mưa rào và dông cho các tỉnh khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong cơn dông lại tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, tố lốc và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm nên mọi người cần chú ý để đảm bảo an toàn. Do mưa xuất hiện sớm nên nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giảm nhẹ, dao động là từ 30 đến 33 độ cho các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, trong khi Nam Bộ phổ biến là dưới 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trên khu vực Biển Đông thì gió thịnh hành là hướng Nam đến Đông Nam với cường độ trung bình, nên sóng biển không cao, tình trạng biển ổn định. Riêng ở tại khu vực phía Nam Biển Đông thì đang tồn tại các nhiễu động sóng đông nên những đám mây đối lưu vẫn có khả năng hình thành và phát triển gây mưa rào và dông rải rác ở trên khu vực này. Trong cơn dông có thể xuất hiện gió giật mạnh nên các tàu thuyền nhỏ cần phải chú ý để đảm bảo an toàn. Như vậy, trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc hay gió giật. Nhiệt độ vì thế cũng giảm, thời tiết chuyển mát mẻ. Trung Bộ thì nắng nóng cũng dịu dần, Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa tăng cả về diện và lượng. Những thông tin trên đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp ngày 11 tháng 6. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối hạnh phúc và ý nghĩa.